và chỉ thức thì xây đắp ngày mai còn khi số lời bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền thân lương tâm và ý đức ta luôn hiền dẻo What? Mm -hmm. <laughs> trong tâm tôi vào quốc sang trang hôm nay tươi nắng hồng nở trong sách mới đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu được người lòng kiên trung và trí thức vì xây đắp ngày mai còn ghi sâu lời bác nhắc dòng nước đi như mẹ hiền dòng nước tâm và ý ta luôn hiện rẻ đường vinh quang ở phía trước ngoài bao nhiêu lớp người đồng tiền chung và trí thức xây ngày mai còn xôi, lời y như mẹ hiền ý ta thật tự hào là thầy thuốc Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, Chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2023. Thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thị xã Nghi Sơn lấy xây để chống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, cùng đoàn công tác Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã đã đi khảo sát các điều kiện phục vụ đăng cai tổ chức giải Việt dã báo Thanh Hóa lần thứ 27 được tổ chức tại đường CC3, khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Quá trình khảo sát cho thấy đây là khu vực đảm bảo cho khai mạc, tổ chức giải, đường rộng, thoáng, thuận tiện cho công tác tổ chức giải cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải đấu diễn ra. Theo kế hoạch giải Việt xã báo Thanh Hóa lần thứ 27 sẽ được tổ chức vào 3 ngày từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 với những nội dung chạy hưởng ứng phong trào Olympic với 500 vận động viên thanh niên của thị xã Nghi Sơn, chạy 3.000m đối với vận động viên nữ và 5km đối với vận động viên nam của 31 đơn vị trong toàn tỉnh. Giải đấu tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2023. Chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, hưởng ứng chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, chào mừng lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2023. Quảng bá du lịch Nghi Sơn đối với du khách và bạn bè trong tỉnh, trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 2, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trường Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã, đã chủ trì hội nghị trực tuyến, bàn các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2023. Sự hội nghị có đại diện các phòng ban liên quan, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 31 xã phường. Theo báo cáo, số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 là 229.669 người, bằng 103,41% so với cùng kỳ. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc 42.226 người, bằng 103,6% so với cùng kỳ đạt 94,19%, chỉ tiêu kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2.044 người, bằng 103,23% so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 227.625 người, bằng 103,42% so với cùng kỳ, đạt 100,06% chỉ tiêu kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện là 40.893 người, bằng 104,31% so với cùng kỳ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường thực hiện các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu mắc và tử vong do tai nạn thương tích trẻ em. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã, trường ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thị xã, nhấn mạnh với mục tiêu phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 để góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phát triển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ thị xã đến các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để nhân dân hiểu rõ và tích cực hưởng ứng tham gia đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai minh bạch và đáp ứng sự hài lòng của người dân và các đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng cường phối hợp giữa bảo hiểm xã hội với các xã phường các phòng ban ngành trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân dân, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã, tạo môi trường học tập vui chơi sinh sống an toàn cho trẻ em, phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu tình trạng tai nạn cho trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Giao thông đường bộ, rơi ngã tại nhà cao tầng nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, tăng cường công tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn cho trẻ em, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong cách phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn giao thông, phòng chống rơi ngã, phòng chống cháy bỏng và phòng ngừa trẻ em tự tử. Năm 2023, thị xã Nghi Sơn phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 8.750 hectare, trong đó cây lúa 4.500 hecta, cây ngô 500 hecta, lạc 2.500 hecta, khoai lang 300 hecta và các loại rau màu các loại là 900 hecta. Đối với diện tích lúa 4.500 hecta, trong đó trà xuân sớm 700 hecta, chủ yếu trên đất đồng sâu, trà xuân muộn 3.800 hecta trên chân đất chủ động tưới tiêu, sống chủ lực lúa lai chất lượng và năng suất cao. Căn cứ điều kiện sản xuất của từng xã, phường, bố trí các giống phù hợp, Đối với diện tích 2.500 hectare lạc, trong đó đất vàn cao, vùng các xã phường ven biển 1.200 hectare, giống chủ yếu L12, diện tích vùng thâm canh 1.400 hectare, cơ cấu giống chủ yếu là L14, L26, L27. Cây ngô diện tích 500 hectare, trồng thuần và trồng xe lạc, giống chủ lực CP999, B06, MB69, NK66. Các giống ngô nếp với các giống chủ lực KL20-209, KB1-VC682, Hoàng Long, Chiêm Dâu. Rau các loại sử dụng các giống cà chua bắp cài chịu nhiệt, các giống bầu bí mướp ta mướp đắng, các giống cải ngọt. Trong năm 2023, thị xã Nghi Sơn cũng tập trung giả soát, bố trí các vùng sản xuất tập trung phù hợp đối với từng loại cây trồng để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt nhất. Thực hiện tích tụ đất đai ở các xã có điều kiện, khuyến khích việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Mở rộng diện tích trồng ngô trên đất lúa khó tưới, đất lạc thấp thường bị ngập cuối vụ, chuyển đổi cơ cấu giống ngô từ ngô lấy hạt sang ngô trồng dày làm thức ăn chăn nuôi, ngô ngọt liên kết, ngô ăn tươi để tăng hiệu quả kinh tế. Để đạt năng suất và sản lượng đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn Yêu cầu phòng kinh tế phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã và ủy ban nhân dân các xã phường, tham mưu ủy ban nhân dân thị xã trong công tác chỉ đạo sản xuất, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất, hướng dẫn các xã phường chỉ đạo nhân dân trong công tác gieo trồng, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả. Đội quản lý thị trường số 4 và các ngành chức năng có liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn thị xã, tổ chức quản lý giống cây trồng lưu thông và kinh doanh trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh thị xã Nghi Sơn phối hợp với phòng kinh tế, các xã xây dựng kế hoạch tưới theo lịch thời vụ và phân công cán bộ giúp cơ sở điều hành tưới một cách cụ thể, đáp ứng tưới nước theo đúng lịch thời vụ. Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo Động viên nhân dân tổ chức gieo trồng đúng kỹ thuật, đảm bảo lịch thời vụ và sử dụng các vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Có khu kinh tế Nghi Sơn với nhiều dự án lớn thu hút nhiều lao động trong và ngoài nước vào làm việc đặt ra cho thị xã nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết, nhất là các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện kiểm kê bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn xác định công tác bảo vệ, đấu tranh, phòng ngừa đều phải đi trước một bước, bám sát phương châm, lấy xây để chống trong thực hiện nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị khóa 12. Trong thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, Đảng bộ thị xã cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cũng như giải quyết những vấn đề đặt ra trên địa bàn thị xã. Với phương châm lấy xây để chống giúp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hàng năm, Thường trực Thị ủy đã kiện toàn Ban chỉ đạo 35 thị xã về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thị ủy làm phó trưởng ban thường trực và 17 thành viên, đồng thời ban hành quy chế làm việc, thành lập tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với các thành viên nòng cốt là cán bộ các ngành, đoàn thể, bí thư đảng ủy các phường xã để thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng và đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn xã. Trong thời gian qua, ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với nhiều nội dung hình thức phong phú. Việc nhận diện phản bác các quan điểm sai trái được lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị thông qua các buổi sinh hoạt tri bộ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện nghiêm việc quán triệt nội dung nghị quyết số 35 NQTU và lồng ghép vào các hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tri bộ vào các chương trình giảng dạy, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, được các địa phương đơn vị trên địa bàn tăng cường. Công tác theo dõi phát hiện xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái thù địch, phản động, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã phối hợp với Công an thị xã, tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan tỏa thông tin xấu độc, vô hiệu hóa các trang web, blog, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội, đăng tải thông tin sai trái, tổ chức ra soát phát hiện xác minh làm rõ đấu tranh yêu cầu gỡ bỏ các bài viết trái chiều có nội dung xuyên tạc tiến hành gọi hỏi làm việc và yêu cầu 8 trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý về hành chính cam kết gỡ bỏ các bài viết chia sẻ có nội dung quan điểm sai trái thù địch chia sẻ đăng tải các nội dung không đúng sự thật xác minh chín đơn tố cáo của công dân liên quan đến sử dụng mạng xã hội tiến hành spam trên 100 bài viết của các đối tượng phản động. Trên cơ sở kết quả đạt được, đánh giá những hạn chế cần khắc phục trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2023, Ban Thường vụ thị ủy, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời ra soát kiện toàn tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo các ngành đoàn thể chính trị, nhất là lực lượng công an và đoàn thanh niên, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác, có nhiều bài viết chính luận để kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, Thông tin xấu độc tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật trên không gian mạng để tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, thị xã, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Chỉ đạo công an thị xã làm tốt công tác phối hợp với ban tuyên giáo thị ủy, phòng văn hóa và thông tin trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch ban chỉ huy quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền các xã phường triển khai đồng bộ trong lực lượng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hoạt động sử dụng không gian mạng tán phát thông tin xấu độc xuyên tạc sự thật tổ chức truy tìm nguồn phát tán xác minh xác định chủ tài khoản quản trị viên hội nhóm trên mạng xã hội đăng tải chia sẻ thông tin tiêu cực kích động gây dối an ninh trật tự áp dụng các biện pháp tổ chức đấu tranh, gọi hỏi, săn đe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo ngành văn hóa thông tin, các xã phường, tăng cường thông tin tích cực chính thống, duy trì phát triển các tin bài phóng sự, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng kích động, xúi dục, làm phức tạp tình hình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi Thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Kế hoạch số 11 ngày 22 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi. Công văn số 584 ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi như sau. Mục đích yêu cầu một mục đích nhằm phát huy quyền làm chủ huy động trí tuệ tâm huyết thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi phù hợp với chủ trương đường lối của đảng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất khả thi của hệ thống pháp luật đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Yêu cầu Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luật đất đai sửa đổi phải đảm bảo các yêu cầu sau. A. Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 – của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luận đất đai sửa đổi. B. Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luận đất đai sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan. C. Xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến. Thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân. D. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. E. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. F. Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến đóng góp. G. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến, phản ánh trung thực kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân. H. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luận đất đai sửa đổi đối tượng nội dung hình thức là ý kiến. một đối tượng là ý kiến bao gồm a các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã b các cơ quan nhà nước ở địa phương mặt trận tổ quốc thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của mặt trận tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác c hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các phường xã mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường xã d các phòng ban đơn vị thị xã d các doanh nghiệp các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác trên địa bàn thị xã. 2. Nội dung lấy ý kiến. Nội dung lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau. Các tầng lớp nhân dân. một Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 2. Trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 3. Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư. 4. Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 5. Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. 6. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. 7. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác. Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. 2. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 3. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 4. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể 7. Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 8. Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường xã, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2. Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất 3. căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 5. các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 6. quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 7. việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 8. việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 9. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. 10. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Các chuyên gia nhà khoa học. 1. Phạm vi điều chỉnh. 2. Giải thích từ ngữ. 3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 5. Chế độ sử dụng đất có mục đích đất xây dựng công trình ngầm trên không, 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. 3. Hình thức cách thức tổ chức lấy ý kiến. Tại phường xã, tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, hộ kinh doanh theo hình thức cách thức như sau: biên soạn tài liệu theo nhóm đối tượng tại điểm 2, phần 2, tập trung vào các vấn đề vướng mắc, bất cập được nhân dân, hộ kinh doanh kiến nghị, phản ánh trong quá trình thực hiện luật đất đai tại cơ sở, phát trên loa truyền thanh phường xã tổ dân phố, tiểu khu, thôn, bản. Thông tin tuyên truyền để các hộ dân, hộ kinh doanh truy cập vào trang thông tin điện tử của phường, xã, thị xã, trang website luật đất đai monre gov vn Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham gia góp ý trực tiếp vào các điều khoản của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân yêu cầu cán bộ công chức người lao động nghiên cứu sự thảo luật đất đai trước khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp. Thành phần gồm thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức phường xã, trưởng công an, hiệu trưởng các trường, bí thư trưởng thôn, tổ dân phố, tiểu khu, trưởng ban công tác mặt trận, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn. Thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. Địa điểm: tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã. Báo cáo tổng hợp ý kiến theo phụ lục 1, nghị quyết số 170 NQCP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ gửi về Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 25 tháng 2 năm 2023 qua phòng Tài nguyên Môi trường, thư điện tử theo địa chỉ tmmt gmail com Tại Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, tổ chức lấy ý kiến tại các phòng ban đơn vị trường các phòng ban đơn vị triển khai lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi đến cán bộ công chức viên chức người lao động đề nghị hiệp hội doanh nghiệp lấy ý kiến các doanh nhân về các nội dung trọng tâm của dự thảo luật đất đai sửa đổi đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến của các ủy viên hội viên đoàn viên trường các phòng ban đơn vị chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi gửi về Ủy ban Nhân dân thị xã trước ngày 25 tháng 2 năm 2023 qua phòng tài nguyên và môi trường thị xã Nghi Sơn hoặc thư điện tử theo địa chỉ tmmt.tĩnhgiaa.gmail.com Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp, thành phần, trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo đã nghỉ chế độ sinh sống trên địa bàn thị xã Nghi Sơn am hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực đất đai. Địa điểm: Phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Thời gian trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. Do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng Phòng Tư pháp biên soạn tài liệu hội nghị theo nội dung trọng tâm tại điểm 2 mục 2 kế hoạch này. 3. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp việc cho thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức và triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi theo kế hoạch. Tham mưu tổ chức hội nghị tại phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, cử cán bộ thường trực theo dõi hộp thư để kịp thời tiếp nhận, bổ sung ý kiến phản ánh của nhân dân về dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Phối hợp với phòng tư pháp hội luật gia thị xã, tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã, báo cáo thường trực thị ủy và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Phòng Tư pháp phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã để báo cáo thường trực thị xã và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền để nhân dân góp ý trực tiếp đối với từng điều, khoản, cụ thể của dự thảo thông qua hộp thư điện tử tmmt tĩnh gia a gmail com hoặc qua một trong các trang thông tin điện tử của phường xã thị xã trang website luật đất đai monre gov vn cổng thông tin điện tử của quốc hội cổng thông tin điện tử chính phủ cổng thông tin điện tử bộ tài nguyên và môi trường các phương tiện thông tin đại chúng các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì phối hợp phòng tài nguyên và môi trường Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã đăng tải toàn bộ sự thảo luật đất đai sửa đổi và nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của thị xã. 4. Trách nhiệm của các phòng ban đơn vị Tổ chức lấy ý kiến cán bộ công chức viên chức người lao động trong đơn vị với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó tập trung có ý kiến đối với những nội dung chưa thống nhất, nội dung mâu thuẫn giữa dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với pháp luật chuyên ngành của ngành mình nếu có, đảm bảo sau khi Luật Đất đai sửa đổi thống nhất đồng bộ với các luật có liên quan. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp cùng ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi theo nội dung kế hoạch này. Đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến của các tổ chức thành viên đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân gửi về phòng tài nguyên và môi trường trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. 7. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã phường tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai đăng tải toàn bộ sự thảo luật đất đai sửa đổi và nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi trên trang thông tin điện tử phường xã. Vận động cán bộ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến đóng góp. Tổ chức hội nghị theo điểm 3.1, mục 2 kế hoạch này để lấy ý kiến trực tiếp đối với luật đất đai sửa đổi trong đó tập trung sâu hơn trong các lĩnh vực thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp điều kiện nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa cử cán bộ địa chính theo dõi tiếp nhận tổng hợp và báo cáo những ý kiến đóng góp của nhân dân địa phương hướng dẫn người dân truy cập trang thông tin điện tử phường xã thị xã để tìm hiểu nghiên cứu sự thảo luật đất đai sửa đổi và các tài liệu liên quan 8, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tại thị xã để lấy ý kiến, tham gia đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi. Kinh phí thực hiện Các cơ quan, đơn vị, phường, xã có trách nhiệm tự bố trí đủ kinh phí, nhân lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến, dự thảo luật đất đai, sửa đổi và hoàn thành việc lấy ý kiến theo đúng kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần thông tin kịp thời tới Ủy ban Nhân dân thị xã qua phòng tài nguyên và môi trường để xem xét giải quyết. Ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh, xây công trình lớn. Nhà ngôi nhà đẹp, đều cần thép tốt, như VAS, vững vàng tâm thép thép khỏe bền đẹp đạt chuẩn nhật mỹ bóng nhẵn miệng mang không có lỗ khí chất lượng bảo chứng bởi triệu công trình gánh gánh gồng gồng gánh sông gánh núi FVAS gánh mọi lo âu giúp cho mọi người vững tâm xây dựng FVAS được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với mẫu mã đa dạng hệ thống 6 nhà máy của VAS luôn đáp ứng nhu cầu về sản lượng lớn cho các đối tác khách hàng VAS vững vàng tâm thép. thép hotline 028 3820 3820 sẵn sàng hỗ trợ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã nghi sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập trung hiếu kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại